nhỏ à, con này nhỏ à. Làm đi nó tả. Con này nhỏ à. Trời này... ơi, cái vợt đó, cái vợt đó, cái vợt. Trời ơi là trời. Anh coi được, được chụp cho em bảo hình đi. Đây đang quay luôn, đang quay luôn, đang quay luôn. Rồi, 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 cầm lên, cầm lên, cầm lên, cầm lên. Chắc luôn mày. Tao đã chơi rồi, tao chắc mày rồi. Tư lại á. Yeah. Con này nhỏ mà sao thấy kéo mạnh quá vậy ta? Tại vì con nó nhỏ quá. Ôi, gớt lắm rồi đó chứ rồi. Bây giờ mày phá mày đẩy cái đầu nó không ăn nữa là mày la trên kia là đậu của mày. Mày giải quyết được hai vấn đề, mày chính là tao chính nữa. Ờ đó đúng rồi. Còn mày đứng ở đây là đậu của mày. Đây nè chứ hồi ơi. Chết cả dòng họ luôn á. Đứng đây nè chứ hồi. Đứng đây chơi vui nè. Cái gì hoài, cái tôi ám mấy anh vậy. Bây giờ mày thử đi, đụng mày lên chẳng là mày tao dính là đụng khó là bị ám thiệt luôn á. Anh Tư, thấy anh ba chạy cặp cặp tôi thả ăn rồi mà bả trụ bên ám quá trời, cái ông dính. Chắc chắn là bên ba. Má cá ơi, mà chạy rồi, chạy thoát luôn. Nó đi nữa, đi nữa. Quế rồi, mấy người lại quế rồi, không đi. Quế rồi, mấy người lại mấy quay lại pháo quế rồi. Để mày chứ. Má nó, trong câu dính ở ngoài luôn mới ghê chứ. Chứng tỏ này là cá quá nhiều rồi. Cái bụng. Lấy cái vạt vậy. Ui. Còn giữa, còn giữa. Lăn lăn lăn. Ô cứ gọi luôn. Khách mình đậu đúng chỗ chưa? Rồi. Con kia con nhỏ, con nhỏ, con nhỏ, 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 nhỏ. Lại. Ô được cái này. Đó đó đó, cục đó phải chị đó. Vô rồi, vô rồi. Ừ, nó phải chị đó. Trời ơi, chú hỏi dở à. Trời ơi, dở à. Móp cái máy à. Chuyện với em mà. Thôi à. Má còn cái cách nhỏ à thôi.
Em coi cái hũ luôn anh. Anh dây chút nữa. Chừng nghe cái miệng nó. Ô hay quá, nhảy dây nước vô. Má họ là thằng họ nó đem thằng câu lại đem có yếu gãy á. Gãy hao. Con này chắc nhỏ à. Má đầu tư gạt có biến thiệt. Má ơi. Gà ơi. Quá. Cái lưỡi này lưỡi gì vậy? Cái kiềm nó coi lăn. Trời ơi. Còn chứ. Trời ơi con này đủ quá. Lý giỡn. Cô hồn quá. Lý giỡn cô hồn. Rồi. Nãy giờ lại đâu quá. Em câu gì đam mê thôi. Lấy lên cần kìa. Không. Dở khu lòi, dở nóc lên. Ừ, dở nóc lên. Ôi, nó nằm ở dưới tàu á. À, làm như nó bị nắng á anh ba. Bị nắng á, chôn cái đó anh ba. Phải lên nha. Lên nha. Lên nha. Nặng quá. Cái này nó bây giờ. Trời. Nó nặng quá. Nước bả đuôi kìa ai chi. Rồi. Cái trời ơi chạy luôn. Ở nhà còn. Ồ cái này kéo một lượng nữa. Trời ơi, đụng quá. Ôi. Mày kéo lên chứ mày đừng có giật cái. Con kéo lên á. Má con kìa. Con này phải cầm ở đây nè. Má tìm sao đi, chắc phải đem thằng câu rồi, quay chim cá lóc quá. Làm đậu quá con này. Trời. Hồi mày hôm ta là ở trong bánh nó lôi tao xuống. Mày chùi gáo tao. Chùi thiệt luôn kìa. Nó ra máu thiệt luôn rồi kìa. Máu dính áo luôn rồi kìa. Hay gì bởi vậy mà móc cho luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời tay. Có cả đâu là thả. Đâu là thả đâu không? Đâu là thả đâu.
Ui rồi kệ dạ kệ cái kệ em thả hạ xuống sau sâu xuống xíu nữa kệ tao tiêu mới được, còn tàu nhiều lắm chứ tàu nhiều lắm. Nó lập sát trong tàu. Thả nó ngay tàu luôn á. Tàu lúc qua, lúc mưa. Tàu mấy lúc nắng chúng nắng vừa đụng. Cái này luôn à, đang luôn nè. Đang luôn nè. Cái lóc là không? Cậu mặt nước nhóc hết trơn hả? Dạ. Ổ cần bao nữa. Khỏi đi ổ xả hết trơn á. Ở sát bên cũng gào ào. Đau quá tèo. Chạy hai con này rồi. Chưa thấy. Quá chạy vô. Từ mới nè. Đó đó nó chạy ra rồi đó chạy ra. Trời ơi con này nè bắt năm. Bắt năm. Quá bự á. Đi rồi. Đi rồi.
Thank you.